Có ngày hôm nay em rất cảm ơn mình bao nhiêu những năm tháng qua trong lo sức khỏe cho anh, động viên anh và chia sẻ với anh những sáng tác những ca khúc mới. À, cái việc cũng yêu âm nhạc và ngay trong những sáng tác của từ sau này cũng góp ý cho tôi. Bởi vì người công chúng đầu tiên nghe ca khúc tôi mới sáng tác chính là Tương Tiên. Anh cảm ơn mình. Thì hôm nay là cái ngày cũng gọi là trong sự nghiệp anh Hiển là cái người khá kinh tiến về những cái vấn đề là ra album hay in tập nhạc hay tất cả mọi thứ. Nhưng hôm nay là cái việc in tập nhạc là cái việc đầu tiên mà anh Hiển làm trong cái sự nghiệp và sáng tác. Cho nên là gia đình cũng rất là hôm nay thì ba mẹ bận việc nên không có đến nuôi được. Cho nên là vừa đại diện là vợ của anh Hiển, vừa đại diện cho gia đình để tham dự hôm nay. Thật sự thì Thuận cũng rất là xúc động khi mà tình cảm của anh em, bạn bè, cũng cô chú, với anh Việt Tha từ Hà Nội vào đây để chung vui cùng anh Hiển. Điều đó là một cái vinh dự rất là lớn cho anh Hiển cũng như là gia đình. Cho nên là thật sự thì rất là xúc động. Còn về lĩnh vực mà sự nghiệp của anh Hiển thì Thuận là cái người mình gọi đó là ngoại đạo. Nhưng mà Thuận cũng rất là ủng hộ trong sáng tác cũng như là những cái hoạt động của anh Hiển. Cho nên là một người vợ thì mình chỉ đứng phía sau hậu chờ chồng thôi. Cho nên là cảm ơn tất cả anh chị em, cô chú đã đến dự ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn vợ chồng bạn Tiến Hiển.